Chào cô chú, anh chị và các bạn, chào mừng tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc Sống Xà Lan nha. Hôm nay có một số bạn yêu cầu mình quay cái clip mà bữa cơm hai vợ chồng mà ăn ở dưới Xà Lan như thế nào. Thì hôm nay giờ này cũng đang là giờ nấu cơm chiều nè, mình sẽ quay clip cho mọi người xem nha. Mời mọi người cùng theo dõi clip hôm nay nha. Lúc nãy mình có cho vô trứng này một ít nước mắm và một ít bột ngọt. Giờ mình sẽ cho hành vô luôn nha. Giờ để đây, xong rồi lát nữa mình sẽ chiên sao, giờ mình đi lặt rau. Có một số bạn thắc mắc hỏi mình á, là tại sao hai vợ chồng mình không sống cái nghề gì ở trên bờ mà lại đi theo nghề sông nước, lại đi theo nghề xà lan này. Thật ra cái nghề đi xà lan này là do cha mẹ truyền lại, cha mẹ bên chồng của mình đó nha. Xà lan này là bên cái nghề xà lan này là bên nhà chồng của mình, còn bên nhà mình thì chỉ làm vườn thôi, không có ai theo cái nghề sông nước này hết. Mình nghe ba chồng mình kể là lúc đầu nhà nghèo lắm, nhà ba chồng mình nghèo lắm. Rồi ba mới đi phụ cho ông ngoại, lúc đó là ông ngoại có cái ghe 50 tấn. Rồi xong rồi ông ngoại truyền cho cái nghề, rồi biết lái ghe đồ này kia, rồi biết nhận hàng đồ. Rồi tới sau ông ngoại đóng được cái ghe 100 tấn thì ông ngoại mới bán cái ghe 50 tấn đó lại cho ba với mẹ mình, là bán thiếu thôi. Lúc đó làm ba với mẹ làm gì có tiền mà mua cái ghe 50 tấn, bán thiếu. Rồi xong rồi ba với mẹ đi từ từ trả lại. Rồi tới sau ông ngoại đóng xà lan 250, rồi cha với mẹ mới đổi lên mua cái ghe 100 tấn của ông ngoại nữa. Rồi sau cái ghe 100 tấn đó thì mình mới đổi lên xà lan như ngày hôm nay. Trường kỳ lắm mọi người ơi. Ba mẹ chồng mình là tay trắng bằng nên á. Mọi người biết không, từ hai bàn tay trắng nha, rồi mua được chiếc xà lan nhỏ này, rồi mua được đất, được vườn nữa. Nói chung là mặc dù xà lan nhỏ thiệt nhưng mà như vậy kinh tế đã ổn định rồi. Tới sau ông xã mình lớn lên mới nói nghiệp của cha mẹ, rồi mình lấy chồng, rồi mình tiếp tục luôn, mình tiếp tục đồng hành với ông xã mình đi theo cái nghề này. Ở vườn thì làm vườn bây giờ không đủ sống mọi người ơi. Vườn của mình thu nhập thấp lắm, cho nên mình đi theo cái nghề này nó ổn định hơn. Xà lan của mình là nhỏ rồi đó, đi ra mà đậu với mấy chiếc xà lan lớn khác, giống như là con kiến đứng kế con voi vậy đó. Những chiếc xà lan lớn khác hả, là khoảng mấy ngàn tấn luôn á, 4.000 tấn, 5.000 tấn luôn á, chiếc mình có mấy trăm tấn à, chiếc mình là nhỏ xíu luôn á. Cả nhà ơi, ông xã mình câu dính được con cá rồi nè. Nước sơ rồi, giờ mình sẽ luộc rau nha. Luộc đậu trước. Bếp bên này mình sẽ chiên trứng. Okay.
Đậu chín rồi là mình vớt đậu ra trước. Ở dưới xà lan này thường thường á mình ăn cũng đơn giản thôi à. Lúc nào bận bịu quá thì mình làm đơn giản lắm, còn lúc nào rảnh rang á thì mình hay nấu món này món kia cho ông xã mình ăn. Mình á thì thích nấu, ông xã mình thì thích ăn, hai vợ chồng mình hợp tác. Còn đây là rau lan với lại rau nhút. Rau luộc này chấm treo ăn ngon lắm mọi người ơi. Wow, trứng mình đã chín rồi nè. Còn đây là một ít ba gọi muối chiên. Thịt này mình đã trữ lạnh 2 ngày trước rồi. Mình ớt mình muối sẵn á, mình để vô thùng cá. Rồi khi nào ăn thì mình mới lấy ra mình chiên ăn. Ở dưới này ít khi nào được ăn đầu tươi lắm, khi nào đi chợ thường mới được ăn đầu tươi, còn không mấy lần ăn đầu trữ lạnh không à. Một món đặc biệt nữa ăn với chao cũng ngon lắm nè các bạn. Đó là chuối sống. Chuối này mình sợ nó chín á, mình muốn ăn sống mình sợ nó chín, mình để nó vô trong thùng nước đá cho nên nó bị đen nè. Mình để vô nước đá cho nó lạnh cho nó đừng có chín, còn mình để tự nhiên ngoài nên là nó sẽ chín đó. Mình chỉ thích ăn chuối sống thôi, mình không thích ăn chuối chín. Nãy giờ mọi người thấy có gì đặc biệt không? Là mình thuận tay trái, mình cầm dao, cầm đũa là mình cầm tay trái, nhưng mà khi mình viết thì mình viết tay phải. Nhà mình có mình nên mình cầm tay trái à. Một món ăn quan trọng của ngày hôm nay, cả nhà biết đây là gì không? Đây là chao. Lâu lâu đổi món chao cho ngon miệng nha. Chao này mình thấy cũng vừa ăn luôn, mình không cần nêm gì lại hết. Ngồi thẳng lên ơi trời. Mắc cỡ nữa. Mắc cỡ. Đây bữa cơm chiều của vợ chồng mình đây mọi người ơi. Mời mọi người ăn cơm với vợ chồng mình nha. Ừ, chao này vừa ăn luôn mình khỏi cần nêm gì hết á. Cay nó lâu cay lắm vậy. Sao anh, bữa nay em làm cơm ngon không anh? Làm mà ăn được. Đâu dám chơi dở. Chơi dở mai mốt mình là cho ăn nước mắm. Tại ông đâu biết nấu ăn đâu.
trứng cút nè. Ông ăn lẹ quá mọi người, ăn lẹ lẹ lên đi, thôi ông ăn hết. Vậy là mới biết ngon cái nào mình mới giác ngồi rồi. Dạ mình mà làm món cơm một cái là mình ăn một cái là bán đắt luôn á. Đây nè quý vị, nguyên một nồi cơm. Nãy giờ ăn mới có một chén mà ông ăn rồi hết rồi nè. Ghê chưa, ghê chưa. Làm ra nam ăn quá nha. Nói gì mai mốt mà gỗ quay không lo không chịu luôn nha. Bữa nay năn nỉ dữ lắm á mới chịu vô ngồi quay clip với mình á. Hôm nay quay lên là bị người ta chửi xàm, chửi tào lao kỳ quá à. Anh ngại không dám quay.